Chào mừng các bạn trở lại với kênh Hiếu X Avatar nhé. Trong video ngày hôm nay thì tiếp tục là những video review thung lũng ba bánh các bạn ạ. Rồi ok, hôm nay mời các bạn cùng với tôi đi ra ngoài đồng các bạn nhé. Dự là chiếc xe này phải đi khoảng mấy km ở đường đồng. Hôm qua thì trời mưa rất to nên là đông thì rất sạch, nhưng ngoài cánh đồng thì có lẽ là sẽ rất lầy lội các bạn nhá. Chiếc xe thung lũng ngày hôm nay chở một khối cát vàng ra ngoài trang trại. Ui, vừa rồi là pha phun đất nó bắn lên các bạn nhá, rất may mà không lấy quả nào. Nó là rất nguy hiểm các bạn ạ, đi gần nó bắn cho nó nguy rồi. Cây số là mới đến nơi. Ngoài đồng lúa bắt đầu trổ bông rồi các bạn nhá. Đấy, chuẩn bị lại đến mùa gặt lúa. Đến mùa gặt lúa thì mình chạy đi review chiếc máy gặt lúa cho các bạn xem. Được đóng với giá thành là 55 triệu các bạn nhé. Con này được lắp động cơ diesel trang trai, động cơ máy 24 các bạn nhé. Bây giờ bắt đầu đến cái con đường vô cùng là khó đi. Trời hôm qua mưa nên là đường này nó vô cùng là lầy các bạn nhé. Mình phải đường xa một chút để đi gần các bạn lắm.
video clip trước thì cũng là đủ ven ở đây các bạn nhé. Ngày hôm nay đang xây dựng một cái ngôi nhà ngang ở trong cái khu vườn ao chuồng ở đây. Dạ. Ôi, cháu hai đứa rồi. Ở đây là cái trang trại nuôi trồng thủy sản và trồng cây các bạn nhé. Ở đây chỉ có trồng cây nuôi cá, ở đây không có trang trại lợn. À, vừa rồi là một khối cát vàng đã được đổ ở đây các bạn nhé. Ở chiếc xe công lồng chúng ta đi cái đường dưới mưa nó khá là lầy lội, mình không dám đi gần nó bởi vì dưới mưa nó rất bắn các bạn nhé. Ở đây mình review bạn xem cấu hình sơ qua của con xe này. Con này được lắp động cơ 24, mình vừa có nói cho các bạn xem. Và bánh trước của nó là 500-12. Đấy, một thụt đằng trước cành chữ A. Con này nắp trợ lực lái dầu của ô tô các bạn nhé. Đây các bạn có thể thấy cái vô lăng này nó là vô lăng của xe ô tô. Cái cụm cảm biến này thì nó giống y chang của con Isuzu của mình các bạn nhé. Con xe ô tô Isuzu của mình nó cũng có cái cụm y này, chính xác là nó luôn, mình không thấy nó khác ở cái điểm gì cả. Và đây động cơ của nó các bạn nhé. Con này được trang bị động cơ 24 máy Trung Quốc trang trai. Đấy, đề đóm rất đầy đủ các bạn nhé. Nói là con này được chế khá là chắc chắn, cái khung sườn của nó rất chắc các bạn nhé. Đây, củ phát điện này. Con này không được trang bị phanh tay. Lốp sau của chiếc xe này là 650-16 các bạn nhé. Đây các bạn có thể thấy cầu của nó bê nguyên từ chiếc xe ô tô tải 3 khối sang. Đấy, nhìn trông rất hoành tráng, kể cả nhíp các bạn nhìn độn 2 tầng, nhíp rất dày, rất cứng nhá. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Vừa rồi mình đã review cho bạn xem chiếc xe công lồng làm việc chở cát ra ngoài cánh đồng. Tạm biệt các bạn nhé. Các bạn hãy ủng hộ và đăng ký kênh cho mình. Nhớ ấn nút like và để lại ý kiến cảm xúc ở dưới nhé các bạn nhé. Rồi, tạm biệt các bạn.